thành không có đéo chắc đéo thành. Con thấy nó vàng lên cả tận lên trên rồi đấy. Hỏng hết. Nó cứ rụng dần đấy. Ông phun lâu chưa? Phun lâu rồi. Thế thì đái xem nào, vì con thấy là cái lá ngọn này nó vẫn đang xanh ý. Nó đang vàng lá gốc thì có thể là nó rừng rồi đấy. Thời gian nữa mà thấy cái lá ngọn này cũng bị tốt nhất là chặt. Bác của tôi tiếc thì cứ đá. Tiếc chứ dòng đến tầm này nó mất nhiều công rồi. Đầu cũng cài một lô một ít kẹo bên dưới rồi thấy. Nè, con nhìn thấy rồi nhưng mà đấy. Kẹo ít bên dưới rồi. Cái ngồng. Thế thân. Cái ngồng. Rồi uống thì về nhà đi. Về nhà luôn hết. Uống ai kèm đi. Luôn hết là Tuấn. Bây giờ có tuổi rồi uống ít Tuấn thôi. Kèm. Các ông uống nhiều thì nó phá sức khỏe nhanh lắm. Mỗi một lần say mất nhiều sức khỏe lắm. Không. Rượu thì nó tốt ở hai mặt. Uống ít, uống điều độ thì nó tốt. Đừng uống tràn lan, uống phá sức, chết. Ông kể cả mỗi bữa ông uống một cốc cũng được. Cà chua đấy. Nhưng mà ông uống rồi ra bữa thôi. Đừng uống say quá. Làm sao hạn chế mỗi bữa mình uống đấy một trên lưng cái cốc Bảo Việt. Lồng làng chứ ngồi như uống như kiểu ngồi cũng một ông từ chứ ông cũng uống kiểu đấy các ông đốt sức khỏe nhanh lắm. Một rượu sách. Tại sao cũng vẫn cụ sống dai, cụ uống có bữa cụ uống nhiều rượu ai uống nhiều bằng cụ đâu. Thế nhưng mà người ta uống ví dụ giữa công cả ông thèm này, sáng ông ăn sáng ông uống lưng cốc cũng được. Trưa ông ăn ông cơm ông uống lưng cốc. Tối uống lưng cốc thế là ông đỡ thèm cho một ngày. Thế nhưng mà nó không bị hại sức khỏe. Các ông cứ uống cái kiểu đấy chết.